Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và các bạn ơi, ngày hôm nay thì như các bạn đang xem trên video thì các bạn đang thấy là em của mình đang cầm một cái hộp Pop TCG kỷ niệm 25 năm mà phiên bản giới hạn đúng không nào? Và ngày hôm nay thì mình quyết định là mình sẽ mở cái Pop này dịp rất là đặc biệt, đó chính là sinh nhật của mình. Mình đã mua cái Pop này để mình tự tặng sinh nhật cho mình luôn. Và cái Pop này thì nó chỉ có Pop Pop thôi. Và ngoài ra thì trong cái Pop này nó có rất là nhiều những cái món vật phẩm dễ thương và đặc biệt. Và bây giờ thì không chần chờ nữa, mình mời các bạn hãy cùng xem video nhé. Ok các bạn ơi, bây giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ xem sơ lược qua về cái hộp ngày hôm nay chúng ta mở nha. Một cái hộp rất là đẹp luôn các bạn nhìn nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có Pokemon là Rabapu gì đó. Đây, nó có một cái lá promo ở trên đây luôn nè các bạn. Ở trong đây thì chúng ta có tất cả là hai cái pack kỷ niệm 25 năm và một cái pack được tặng thêm. Và ở đây thì nó có một cái đồng Pikachu kỷ niệm 25 năm gì đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem mặt sau của cái hộp nha. Đây, ở đây thì chúng ta sẽ biết được là trong hộp nó có những cái gì nè các bạn. Một cái kẹt promo nè các bạn ha. Và một cái kẹt oversize, nghĩa là một cái kẹt to các bạn. Hai pack Pokemon TCG như mình đã nói nè. Một cái pack được tặng thêm nè, booster nè. Bốn cái pocket binder to hold your card, nghĩa là một cái gì đó để mà giữ cái kẹt của chúng ta. Một cái coin nè các bạn, một cái lá thông tin và một cái mã game để chơi cái TCG online. Ok, mình không có rành về TCG lắm các bạn nha, nên là nếu mà mình mở hộp hay là trong quá trình mà mình quay video á, thì có gì sai sót thì các bạn hãy giúp mình sửa chữa cái lỗi sai đó ở dưới phần bình luận của video nhé. Còn đây là mặt bên hông của cái box này các bạn. Nói chung là cái box này nó theo kiểu là một cái small box các bạn, và gọi là cái box đặc biệt, nên là nó sẽ gọi là đẹp hơn so với lại cái pot mà kỷ niệm 25 năm giống như hôm bữa mình đã mở pot rồi đó các bạn xem ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ khui hộp em nó nè. Ok, mở ra em, mở từ từ nha để rách hộp nha. Rồi các bạn biết không, chơi mấy cái game này á, thật sự là chơi riết là dễ bị ghiền á bạn. Hôm bữa là hai anh em mình mở cái hộp kia xong á hả, là hôm nay là anh em mình khi mà thấy cái hộp này là thích là quyết định là sẽ mua liền, bởi vì cũng nhân dịp sinh nhật của mình nữa. Ôi cái hộp này có vẻ như khó mở nha các bạn, để mình mở phụ nha. 2000 years Bây giờ thì chúng ta sẽ mở cái lớp nhựa này ra. Wow, đây nè các bạn, một cái lá gọi là oversize, một cái kẹt TCG oversize các bạn nha. Đây, chúng ta có một cái kẹt lớn và một cái kẹt nhỏ, và ở bên dưới thì chúng ta có một cái cuốn album. À rồi, ok, nãy mình hiểu cái từ ở trên cái hộp rồi đó, nghĩa là một cái cuốn album có một cái ô 4 thẻ để đựng cái thẻ Pokemon. Đây, nó kèm luôn, cái này là phiên bản giới hạn của cái hộp này nha, nhìn rất là đẹp ha. Một cái tờ hướng dẫn chơi game nè các bạn. Ok, rồi chúng ta sẽ bỏ qua cái khúc này đi, để lại chúng ta sẽ để cái album này với lại cái lá kẹt này qua một bên. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem qua đây, hình như nó có một cái ngăn nữa. Đẹp lắm luôn nha các bạn, các bạn nhìn đó, các bạn tưởng nó sẽ bằng giống như bằng kim loại đúng không, nhưng mà thật ra nó bằng nhựa nha. Ở phía sau thì nó có cái logo của Pokemon. Đây, cái đồng coin kỷ niệm 25 năm cũng rất là đẹp. Bỏ vô lại thôi. Còn ở bên đây thì chúng ta sẽ có ba cái pack trong game. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái mã để chúng ta tham gia cái TCG online này. Và cái đây là cái promo card. Ok, bây giờ thì anh em mình sẽ mở tổng thể ba pack này luôn nha. Hôm nay sẽ không để dành nữa. Hôm nay chúng ta sẽ mở ba pack này luôn. Thì một cái pack này là sẽ có 4 thẻ, còn một cái pack này thì sẽ có 10 thẻ. Bây giờ thì tụi mình sẽ xin phép tụi mình dẹp bớt cái những cái đồ này ha, để tụi mình mở pack cho nó đẹp.
Và để mang cái tính gọi là hồi hộp cho video thì bây giờ tụi mình sẽ mở cái park được tặng trước, cái booster park nè. Và hai cái park kia thì tụi mình sẽ mở sau ha. Bây giờ thì em mình sẽ mở cái park này đầu tiên. Rất là hồi hộp luôn các bạn ơi. Thật sự thì khi mà quay cái video mà 25 năm á, kỷ niệm TCG, cái lần đầu tiên mình mở park á, mình rất là hồi hộp luôn các bạn. Và liên quan đến cái park đó thì mình cũng gặp khá là nhiều những cái khó khăn khi mà mình mở park. Nhưng mà cuối cùng thì anh em mình cũng đã mở park được một video, và video đó cũng khá là gọi là trôi chảy đúng không nào. Và bây giờ thì mà các bạn sẽ xem chúng ta sẽ cùng mở park nha. Rồi, cái thẻ đầu tiên là cái thẻ năng lượng. Rồi. Gì đây? Nulis, Nulis, Razorlist. Đá tiếp theo, Memory, Casper. Sorry các bạn. Cái bàn phím nó hơi bị ngã một chút xíu. Giraffe. Tiếp theo, Colobopus, một con bạch tuộc ha. Tiếp theo là Skiddle. Tiếp theo là Super. Wow, hôm nay là chúng ta sẽ có những cái này là những cái kẹt thông thường thôi nha các bạn. Nó được in trên một cái tờ giấy đẹp thôi chứ nó không có cái hiệu ứng gì cả ha các bạn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái lá tiếp theo. Joy Tick, một chú nhện màu vàng. Wow. Đây, một cái lá gọi là Mighty Ina gì đó. Ở đây nó có một cái hiệu ứng, nó theo mình thấy là nó ánh nhẹ nhẹ nè các bạn. Nó có ánh nhẹ nhẹ nè. Ok. Và bây giờ chúng mình sẽ mở cái lá tiếp theo nha. Coi cái lá đó là lá gì. Một cái lá rất là đặc biệt phía sau. Wow, hình như mình thấy là full art đó các bạn. Wow. Một Drapion, một chú bò cạp. Nó thiệt luôn á, lúc mà chơi Pokemon Go á mà mình thấy gọi là cái dạng tiến hóa của chú bò cạp này nè, mình hơi bị nổi da gà các bạn ơi, kiểu sợ sợ làm sao á. Ok, bây giờ thì mình sẽ chuyển qua cái park 25 năm nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở, em mình sẽ mở cái park đầu tiên của cái bộ 25 năm. Rồi mở Evo. Hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ có những lá bài đặc biệt của set 25 năm. Hồi hộp quá đi. Cẩn thận, coi chừng bị lộ bài nha. Phải quay góc này, để không bị lộ bài. Trời, thật sự là mở những cái thoát này rung lắm các bạn. Không biết là hên hay xui á. Và theo như mình theo dõi ở trên Facebook fanpage của cái bạn bán cái hộp TCG này cho mình á, Boy Care Corner, thì là trong những cái khách hàng của bạn đó đã có mở ra chú Charizard. Rồi bây giờ đến lượt tụi mình mở nha. Lá đầu tiên. Rồi Evito, chúng ta trùng một lá so với lại cái park hôm bữa ha. Tiếp theo, Cosmo, chúng ta lại trùng một lá nữa. Rồi bây giờ là một cái lá hồi hộp đây nè các bạn ơi. Wow. Chúng ta có một lá khác biệt so với hôm bữa. Dark Gyarados. À, cái lá này thì nhìn rất là đẹp, rất là thích nha các bạn. Nó rất lấp lánh nè các bạn ơi. Ok, chúng ta đã thu nhập được một cái lá đặc biệt rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem lá này. Wow, Pikachu. Wow. Cái lá này á gọi là một cái lá thông thường thôi, nhưng mà nó là một cái lá gọi là thiết kế đặc biệt ngày xưa của Pokemon TCG, theo mình biết là như vậy. Thì không biết là mình nói cái thông tin này có chính xác hay không, các bạn hãy cho mình thêm thông tin về lá bài này ở dưới phần bình luận nghe. Bây giờ thì đến lượt mình sẽ mở cái park này ha. À mà thôi, mình sẽ để cho em mình mở luôn đi cho nó hên. Rồi mở đi bò.
Chứ tại vì đa số mình mở nó bị gọi là su cà na lắm các bạn ơi. Quay chuyển qua quay góc này thôi để em hơi lộ bài. Các bạn ơi, không biết là các bạn có đam mê cái trò chơi TCG này không, chứ mình mở cái part đầu tiên là mình cảm thấy mình chưa có mê lắm, nhưng mà bắt đầu part thứ hai, thứ ba, thứ tư là bắt đầu cảm thấy nó khá là hấp dẫn rồi các bạn. Ồ, bình tĩnh boy. 3 days later. Hôm nay chúng ta sẽ mở park tất cả. Rồi. Lá đầu tiên lại là customer. Hình như là mình nói thiệt luôn á, cái TCG 25 năm này nó làm cho chúng ta gọi là khá là thất vọng nhiều. Tiếp theo, Groudon, chúng ta cũng đã có Groudon rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp. Oh, Ebeetle. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy, bởi vậy nhiều lúc bất mãn không có nói luôn thiệt tình. Lại trùng nó rồi. Và lá cuối cùng, từ từ bởi lá cuối cùng. Một. Hai. Một. Ba. Oh my god. Bây giờ bé đi. Trời ơi các bạn ơi, cái set này chúng ta đen quá. Chúng ta có Slagio. Nói chung là trong set này thì chúng ta chỉ được một chú Pikachu đặc biệt này thôi. Nhưng mà nói chung là có còn hơn không đúng không các bạn. Và chúng ta đã thu thập được thêm một cái chú Dark Gyarados, một chú rồng nước rất là gọi là xịn sò hen. Ok, và các bạn ơi, ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã mở xong một cái pod đặc biệt kỷ niệm 25 năm lần nữa rồi đúng không nào. Và hôm nay thì chúng ta chỉ thu thập được hai thẻ đặc biệt mà thôi. Tuy nhiên thì trong một cái hộp nhỏ mà chúng ta thu thập được hai lá như vậy là cũng khá là ok rồi. Và các bạn ơi, bây giờ thì mình xin kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây nhé. Các bạn cũng đừng quên đón xem những video mới trên kênh của mình về TCG, về Pokemon Go và về những mô hình Pokemon. Các bạn cũng đừng quên like video và subscribe kênh YouTube để ủng hộ tinh thần cho anh em mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Tạm biệt.